Hai chiếc xe VinFast VF9. Chiếc xe này độ gói 250 triệu. Xe này độ gói 300 triệu. Mời anh quay phim lại gần đây. Đấy thì cả hai chiếc đều sử dụng mã loa Foco K2M. Mã này thì trên mã K2 và dưới mã M. Xe này sẽ sử dụng hai dàn ba quay. Loa Foco, loa subwoofer sử dụng con mã nón lá này. Đấy. Thì cái thùng súp SK sản xuất là lắp vào vị trí zin này này. Thì rất là hay cái là sẽ sử dụng được cả loại sắp 10 inch đuôi dài và sắp 10 inch đuôi ngắn. Đây, đuôi dài vào đây rất là gọn. Và lắp luôn hết vào vị trí zin. Đó. Chiếc xe này thì sẽ sử dụng Rock Power. Con này là 16 kênh này. Rock Power. Và sử dụng cũng tụ bù rồi là con âm ly mono nguyên dàn của Rock Power. Còn phía bên này là chiếc VF9 anh khách ở Biên Hòa thì cũng như tôi giới thiệu trước đó, cái thùng súp SK sản xuất thì sử dụng được cả cho đuôi dài và đuôi ngắn. Chiếc này thì sẽ sử dụng cái con súp Foco mã non lá đuôi ngắn đưa vào đây. Và thùng này sẽ lắp vào vị trí zin. Tôi đã có khá nhiều video rồi. Ở trên xe này cũng thế, hai dàn bao quay Foco. Đây, K2 Power M. Đó, hai dàn luôn. Và chiếc xe này thì sẽ sử dụng đây, con âm ly. Con âm ly DSP HDP D90, con này 60 triệu của Alpine. Của dòng Alpine Status và có sử dụng rất là bài bản là bộ ổn áp Stinger, con này là 10 Farad và sử dụng cả một con tụ bù nữa. Con tụ bù như các bạn không để đây. Con tụ bù của NRG 100F. Nếu mà nói về nguồn của cái chiếc xe này thì quá là ok. Sau này anh có thể là nâng cấp lên được thêm mấy con âm ly, hai con âm ly 4 kênh nữa và một con âm ly mono nữa, mà hệ thống nguồn này cung cấp vẫn đủ để cho anh em chúng ta trải nghiệm. Thì anh khách muốn trải nghiệm dần dần thì phương án thi công là chúng tôi sẽ lắp đặt hết các thiết bị được sau này. Dây là đi mới hoàn toàn. Và sau này khi mà anh nâng cấp lên âm ly class AB, âm ly 4 kênh class AB và âm ly mono của hãng cao cấp hơn như là Helix hoặc là Micro Precision hoặc là Zapco, những dòng đó thì chúng ta chỉ có việc là thao tác ở đây mất khoảng một ngày nữa là xong. Đó, thì hai chiếc xe này đang thi công rồi. Chiếc này khoảng độ chiều mai sẽ giao. Còn chiếc kia thì mất thêm 2-3 ngày nữa. Xe kia thì độ cả cột A nữa. Con này độ cột A nữa. Rất là hay. Cảm ơn anh em nhé.